bộ nào ngon ngon bé. Ừ, cho cái bộ kia, cho cái bộ này bỏ. Có tim không ạ? Không ạ, bác làm cho em khi ấy. Lợn rồi ạ. Vâng. Quay cái gì vậy? Tỏi. Đây là đây là em. Thế chị làm tu bi mà. Chị làm tu bi. Chị thích quả màu vàng. Xem là ít. Sao lại chơi xấu, lâu mới xấu. Em không có cà rốt cà riết gì nhỉ? À, tính tiền chị ơi, bán cho em được bao nhiêu thì mình xin mến chào tất cả mọi người. À, hôm nay mình một tuần mới, mình chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và một tuần mới làm ăn suôn sẻ nhá. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với mọi người món ăn dân dã của quê hương mình, đó là món lòng vịt xào miến nha. Đây mọi người ơi, hôm nay mình muốn đổi món cho gia đình. Mình hôm nay mình chuẩn bị ở đây là hai bộ lòng vịt mình đã sơ chế và trần qua nước sôi để róc nước, và mình đã sơ chế thái sẵn như này rồi, và hai lạng miến mình cũng đã ngâm, miến mình ngâm trong nước lạnh trong vòng 30 phút để ráo nước và cắt vừa ăn như này rồi. Mình xào với cái món miến này thì mình chuẩn bị ở đây là nửa cái bắp cải, một củ cà rốt, nửa củ hành tây, một ít dọc hành và vài tép tỏi và hai củ hành khô, một ít gốc hành tươi nhé mọi người nhé. Bây giờ để thực hiện món này thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện luôn. Gia vị nhà bếp gồm có dầu ăn, nước tương, muối, hạt tiêu, hạt nêm và mì chính và dầu hào. Bây giờ mình sẽ bắt tay sang để pha nước sốt nhé mọi người nhé. Mình nêm vào đây một xìa cà phê hạt nêm cà no, một xìa muối, gia vị. Hai xìa cà phê mì chính. Hai xìa ấn phở nước tương. Nhà mình sử dụng ở đây là nước tương đậu lành mọi người ạ. Một xìa dầu ăn dầu hào, một xìa ăn phở dầu hào, mình cho vào đây một chút dầu ăn nữa, chắc là cho độ khoảng một xìa rưỡi dầu ăn mọi người ạ. Rồi một xíu tiêu, tất cả mình sẽ quậy đều các cái hỗn hợp này lên. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn và đi xào lòng mọi người nhá. Mình cho đây khoảng một xìa ấn phở dầu ăn. Mình sẽ cho một ít gốc hành hoa vào đây, một ít hành khô, tiếp theo một ít tỏi nữa nào, hành tỏi của mình đã thơm, mình cho hết cái phần lòng vịt vào đây mình xào.
lâu lâu mình cũng xào đổi món cho gia đình. Cái món này mình xào mình có thể làm ăn sáng cũng được, hoặc là mình đổi bữa cho gia đình, trong bữa cơm cũng rất ngon luôn. Mình sẽ nêm vào đây một chút hạt nêm, một xíu mì chính nữa cho đậm đà mọi người ơi. Và mình cũng sẽ cho vào đây một chút nước sốt lúc nãy mình pha này. Cái lòng này ấy, mình mua về mình sẽ bóp thật kỹ với muối, hạt và giấm hoặc là chanh mọi người nhé. Xong mình sẽ đun một nồi nước, mình thái vào đó vài lát gừng và một củ hành khô. Mình đun nước sôi lên xong bắt đầu là mình cho cái lòng này và mình trần qua cho nó hết được cái mùi hôi của vịt. Xong mình sẽ mang ra mình để dốc nước và mình thái. Xong bây giờ mình đi mình xào mọi người nhé. Lòng vịt của mình xào đã chín, bây giờ mình sẽ tắt bếp và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi xào miến mọi người ơi. Mình cũng sẽ cho vào đây khoảng một xíu ăn phở dầu ăn. Giờ chảo dầu của mình đã nóng, mình cho hành vào đây để mình phi. Tiếp theo là mình cho vào đây một ít tỏi nữa. Hành tỏi thơm, mình cho hết cái phần miến vào đây. Đảo đều nhanh tay cho dầu ăn quyện vào cái vị miến. Bây giờ mình sẽ cho nước sốt vào đây mình xào mọi người nhá. Mình pha nước sốt rồi mình cho vào đây mình xào, giúp cho cái phần miến của mình thấm ngấm gia vị. Và mình xào theo cách này thì mình để nguội miến của mình cũng không bị khô. Mình cứ như này mình xào, mình đảo bao giờ miến của mình nó trong lại và nước miến nó săn lại là được. Mình sẽ dưới thêm vào đây một chút nước sốt nữa nào. Mình cho dầu ăn vào đây giúp cho cái phần miến của mình tơi hơn, không bị đóng bánh vào nhau. Rồi mình xào cho rút hết nước vào miến, giúp món ăn của ta đậm đà hơn và miến của mình để nguội cũng không bị cứng mọi người nhé. Thế như này mình đảo đều thôi, đảo đều bao giờ miến của mình săn lại là được. Miến của mình đã thấm ngấm gia vị và xào đã săn lại như này, mình sẽ tắt bếp và gắp ra đĩa thôi. Mình đã xào xong miến, mình gắp ra đĩa và bây giờ mình sẽ đi xào rau mọi người nha. Chả lúc nãy mình xào miến, bây giờ mình sẽ tận dụng để mình xào rau luôn. Mình cho vào đây một xìa ăn phở dầu ăn, mình sẽ cho hết cái phần hành, phần tỏi vào đây mình phi thơm. Khi hành tỏi của mình đã thơm, mình cho rau bắp cải và mình xào trước này mọi người nè. Xào như này thì tùy theo mọi người nhé. Nhà mình thích ăn rau gì thì mình xào rau đấy. Nhà mình thì mình thích ăn rau bắp cải, xào nó sẽ ngọt hơn. Mình sẽ cho ít nước sốt vào đây mình xào rau cho đậm đà này. Khi bắp cải của mình hơi cháy tái như này, mình sẽ cho cái phần cà rốt này, cà rốt đào mỏng và hành tây cũng thái mỏng như này, mình cho hết vào. Đảo đều lên mọi người ơi. Thơm quá. Một chảo rau khổng lồ. Rất ngon. Hấp dẫn lắm mọi người ơi. Tiếp theo mình cho hết cái phần lòng vịt vào đây. Mình đảo đều tất cả các cái gia vị này và hỗn hợp này cho thấm ngấm gia vị. Tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần hành tươi này mọi người này. Đó. Đảo đều. Một chảo rau xào
miến đủ các màu sắc. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần miến vào. Và mình sẽ dưới hết cái phần nước sốt lên nha. Đảm bảo với mọi người một chảo miến xào lòng vịt rất thơm ngon và hấp dẫn. Rồi mình sẽ đảo đều. Đây mọi người ơi, mình đã hoàn thành xong cái chảo miến xào lòng vịt với tất cả các loại rau. Rất là hấp dẫn và thơm ngon mọi người ạ. Miến của mình này, đó, rất chi là bông, tơi, rời và không bị gión hòn mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ gắp ra đĩa và thưởng thức nào. Đây mọi người ơi, thế mình là mình đã hoàn thành xong cái món miến xào thập cẩm cho tất cả gia đình nhà mình rồi nhá. Chỗ này mình chuẩn bị là cho 3 khẩu phần ăn. Hôm nay các con nhà mình đi làm vắng, ở nhà chỉ còn có 3 người. Mình đã xào 3 đĩa miến xào lòng vịt thập cẩm như này để mình ăn thay bữa cơm trưa luôn. Mọi người muốn đổi bữa thì sẽ làm theo cách của mình nhá. Đây là cách xào miến xào lòng vịt thập cẩm của riêng gia đình hai bà cháu Chen. Mình cũng mời mọi người tất cả dùng cơm với gia đình mình nhé. Mình cảm ơn mọi người nhiều đã ủng hộ và xem video hộ mình. Mình xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.